Diễm kính chào Thái Ngẫu quý vị và các bạn nghe. Thì lại là một cái video chia sẻ về những cái chỗ mà cảnh đẹp nữa. Thì bữa nay Diễm mời quý vị theo chân Diễm đi về phía bắc của Cali. Cái chỗ này gọi là Mori Point. Thì nó là biển Thái Bình Dương. Rồi hướng về trên San Francisco, Daly City. Nó thuộc địa phận Daly City. Thì mùa xuân thì hoa này là hoa dại thôi. Năm nay mưa không có nhiều nên hoa không có nhiều bằng những năm trước. Như cái hình mà quý vị đang thấy thì những năm trước mưa nhiều á, là hình rất là hoa rất là cao và dày đặc. Thì ở đây rất là lý tưởng là nhìn một bên biển. Một bên là biển, mình có thể nhìn thấy biển rõ ràng. Rồi một bên là có rất là nhiều cái trail lớn, trail nhỏ, trail ngắn, trail dài. Mình có thể vừa đi bộ vừa leo núi. Nơi đây thì cho phép dẫn pet vào nên có rất nhiều người dẫn chó ra đây. Và nơi này thì cách không xa cái chỗ mà cho thuê ngựa, cưỡi ngựa mà hôm đầu năm Diễm có đi đó. Thì chỗ này cũng rất là Diễm rất là thích luôn á. Mình vừa hít khí biển nè, vừa nghe sóng biển rì rào, rồi mình vừa hiking vừa thở hổn hển nữa. Rồi lại có hoa dại để ngắm nữa. Rất là lý tưởng luôn. Nhưng mà cái này thì có em bé thì cũng có nhiều người hỏi cho có em bé nhỏ đi được không? Được chứ. Nhưng mà em bé nhỏ thì không leo núi được, thì mình chỉ đi cái trail thấp thấp ở dưới thôi. Đường thì cũng khó đi nên cũng khó đẩy cái roller của bé. Thì nếu mà bé quá nhỏ thì phải ẵm bé thôi. Rồi Diễm mời quý vị nghe nhạc nhẹ rồi xem hình cùng với Diễm nha. Nếu mà quý vị nào có dịp ghé thăm Bay Area, thăm Cali thì nhớ check this one out, beautiful. Không có, quý vị sẽ không có cảm thấy hối hận mà đến cái chỗ này đâu. Alright everyone, so today I would like to share with you another hiking trail, perfect trail. One side at Pacific Ocean and the other side at mountain. You can hiking there, enjoy the fresh air, enjoy the ocean view. There are high trail, there are really challenge trail, some regular small trail. Yeah, I love it. I went here many times and I love it. If you are in the Bay Area or visit California, definitely check this one out. I love it. And here they allow pet coming, so a lot of dog. People taking a lot of dog, but pretty clean. People here they keep the environment clean, so which is so cool. And this is not too far from my Vista stable, where you can rent a horse and drive along the trail and along the ocean too. They can rent you the clothes, the horse, for $60, and they train you for 10 minutes how to get to know the horse and do the ride, like 1 hour ride. Yeah, they take you down the hill, go up the hill, go down to the ocean. So pretty fun. All right, so hope you enjoy it, and I love to hear from you if you have interesting places or what you do for fun this weekend. So share with me. Alright, thanks for watching. We'll see you next time.
Thank you.